Thảo Dược Anh Phúc xin kính chào quý khách. Ngày mới kính chúc quý khách một ngày làm việc tràn đầy năng lượng, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn. Thì Thảo Dược Anh Phúc chuyên kinh doanh các dòng sản phẩm hoàn toàn từ thiên nhiên, đặc biệt là thảo dược, các dòng sâm, mật ong, nấm linh chi các loại. Thì hàng tất cả là có sẵn tại nhà. Địa chỉ là 247 Lê Lợi, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai. Số điện thoại 0385 967 997. Thiên nhiên luôn ưu đãi chúng ta, qua tặng từ đất mẹ, đó là mối chúa. Vì một cái tổ mối thì có một cái con chúa duy nhất, và người đồng bào họ đi đào lấy về gom về cho anh Phúc, thì nhà anh Phúc có rất là nhiều mối chúa để sử dụng nha. Trữ hàng rất là nhiều cho nên sĩ lệ đều có. Và mật ong thì nhà anh Phúc là có mật ong ruồi. Mật ong ruồi là 900 ngàn một lít và 600k một ký chưa vắt nguyên tổ. Thì mùa này đang là mùa mật ong cho nên là có hàng tổ nha mọi người. Và anh Phúc thì hay gom hàng nguyên tổ và chính tay anh Phúc vắt để trữ hàng bán quanh năm. Mật thì bao chuẩn luôn, chuẩn mật ong ruồi nha mọi người, giá 900 ngàn một lít. Ngoài ra thì anh Phúc có nấm lim xanh. Đây, người đồng bào họ đi lên rừng người ta lấy về rồi phơi khô mang ra cho anh Phúc này. Đây là nấm lim xanh hàng rừng nha mọi người xem này. Đó, cái gốc của nó này, hàng rừng là nó khác, tuy là cái nấm nó không có to, không có bự, nó là chuẩn hàng rừng vì nó không có tác động của sự chăm sóc của thuốc phân của người. Đây là nấm rừng tự nhiên nha. Thì tai của nó là già cằn cỗi và cái gốc của nó xù xì ngồi về nu lên vậy đó, bám đầy đất. Đây là nấm rừng. Đây nữa, đây là nấm linh chi không. Anh Phúc đang có rất là nhiều nha mọi người. Sĩ lệ inbox cho anh Phúc nha. Giá sĩ thì rất là đẹp cho khách sĩ luôn. Và anh Phúc sẽ giới thiệu sơ qua về cái tác dụng của cái nấm lim xanh. Thì phòng và chữa bệnh, đặc biệt về gan. Bệnh về gan thứ như là ung thư gan này, xơ gan, viêm gan và gan nhiễm mỡ thì chúng ta nên uống nấm lim xanh mỗi ngày bằng cách là nấu nước hoặc là ngâm mật ong. Nhưng mà hồi hết là anh khách của anh Phúc á, những người mà bị bệnh gan, ung thư gan á, người ta nấu nước nấm lim xanh này để uống mỗi ngày để tầm soát lại cái ung thư của họ, nó khoanh vùng lại, nó rất là tốt, đặc biệt là nó điều trị được gan nhiễm mỡ nữa, nó điều hòa huyết áp. Ngoài ra phụ nữ chúng ta giảm cân cũng có thể uống nấm lim xanh và nó làm cho da dễ rất là đẹp, dáng đẹp, da đẹp nữa. Mọi người liên hệ đặt hàng thì thông qua số điện thoại 0385 967 997 ship toàn quốc nha. Thì anh Phúc có đóng hàng lên những cái vật như thế này và tất cả đều có logo của nhà anh Phúc. Số điện thoại 0385 967 997 ship toàn quốc. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ anh Phúc. Xin chào và hẹn gặp lại.